Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức 24 giờ mới nhất. Kính thưa quý vị, đối tượng Phạm Văn Học sinh năm 1983, cư trú tại phường 1, thành phố Tây Ninh, từng được biết đến với danh xưng trùm đất ở Tây Ninh. Với danh tiếng và sự tín nhiệm cao, Học đã nhận được sự tin tưởng từ nhiều cá nhân và tổ chức trong việc hùn hạp và giao tiền đầu tư. Tuy nhiên, sự tin tưởng này đã bị lạm dụng khi Học lợi dụng sự tín nhiệm của các nạn nhân để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Phải mất hơn 2 năm, công an mới điều tra làm rõ và bắt giữ Học về hành vi trên. Vào tháng 5 năm 2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh nhận được tố cáo tội phạm của nhiều nạn nhân gồm ông HP, bà TTL và bà TTNA cùng ngụ Bình Dương về việc Phạm Văn Học lừa đảo chiếm đoạt 10 tỷ đồng bằng hình thức lấy đất của người khác để ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng của 8 thửa đất ở xã Chuôn Mít, huyện Dương Minh Châu. Các nạn nhân bức xúc qua mối quan hệ bạn bè, chuyên mua bán, đầu tư bất động sản ở Tây Ninh đã gặp được Học. Khi đó thì Học nổ là có nhiều thửa đất giá rẻ rất phù hợp để họ lựa chọn đầu tư, sinh lời lãi cao. Đối tượng thường xuyên chạy xe sang và ăn mặc rất sang chảnh khiến mọi người tin tưởng. Học còn khoe về mối quan hệ với ông này bà kia đang làm việc trong cơ quan chức năng, cũng đang cần Học, hỗ trợ họ đầu tư, giới thiệu mua bán bất động sản. Sau đó đối tượng còn đưa họ đi xem nhiều thửa đất với vị trí đẹp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Học cũng giới thiệu nhiều thửa đất mà mình đang đầu tư và đưa họ đến tận nơi xem. Từ đó Học đã tạo được sự tin tưởng của nạn nhân trên. Khi các con mồi đã dính bẫy, Học tìm đủ mọi cách để dụ dỗ, thuyết phục nạn nhân đầu tư xuống tiền nhanh để thu được lợi nhuận cao. Quá trình điều tra, cán bộ chiến sĩ gặp không ít khó khăn để làm rõ hành vi phạm tội của Học. Công an phải gửi tra cứu đến các cơ quan khác trong thời gian dài và chờ kết quả kết luận để xác định hành vi gian dối của đối tượng. Từ các tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh xác định đối tượng đã làm giả hợp đồng ủy quyền của 7 thửa đất ở xã Chuông Mít, huyện Dương Minh Châu để tạo lòng tin cho ông HP, bà TTL và bà TTNA để ký hợp đồng kinh tế về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và chiếm đoạt số tiền là trên 10 tỷ đồng. Ngày 27 tháng 9 năm 2023, xác định đây là vụ việc có dấu hiệu của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Học, nhưng đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Trong suốt quá trình lẩn trốn, Học thay đổi tên họ và đến thuê trọ ở nhiều nơi trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, làm đủ mọi nghề để kiếm sống. Gần đây, từ nguồn thông tin quý giá, các trinh sát phát hiện tại khu nhà trọ ở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện người đàn ông có đặc điểm hình dáng giống Học. Đối tượng có sự thay đổi nhiều về nhân dạng so với 2 năm trước sinh sống ở Tây Ninh. Ngay sau đó, các trinh sát đã âm thầm đeo bám và xác minh danh tính của người đàn ông này. Đến ngày 30 tháng 7, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, tổ công tác của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã bắt giữ được Học khi y đang lẩn trốn tại căn nhà trọ ở quận Bình Thạnh. Tại cơ quan điều tra, Học đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Đối tượng đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết về kiến thức pháp luật về đất đai của các nạn nhân để lừa đảo chiếm đoạt số tiền lớn của họ. Nhiều người dân không thể phân biệt được những loại giấy tờ mà Học đã làm giả. Chỉ khi nạn nhân đem các giấy tờ giả đến cơ quan chức năng đối chiếu thì họ mới biết rõ được sự thật mình bị lừa đảo. Đề nghị người dân nào là nạn nhân của Phạm Văn Học liên hệ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh, trụ sở tại ấp Thanh Thuận, xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, số điện thoại 0693 531 266 để được hỗ trợ giải quyết theo quy định của pháp luật. Những năm gần đây, thị trường bất động sản có nhiều biến động bất thường, tuy nhiên sức hút từ đầu tư nhà đất chưa bao giờ hết hấp dẫn và không ít chiêu trò lừa đảo vẫn thường xuyên xảy ra. Hình thức mua bán nhà đất này xuất hiện rất nhiều trong khoảng thời gian gần đây bằng cách lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân về hình thức lập vi bằng. Những đối tượng lừa đảo bán cho họ những mảnh đất xấu không đủ pháp lý, phân lô trái phép khi làm hợp đồng mua bán bằng giấy viết tay với những lời cam kết đất này đã có vi bằng do cơ quan thừa phát cấp. Chính điều này đã mang đến những rủi ro lớn và có thể người dân sẽ bị lừa trắng tay. Về bản chất, vì vi bằng không phải là một loại hợp đồng hay giao dịch mà là một văn bản do cơ quan thừa phát lại, lập nên, ghi nhận hành vi, sự kiện được dùng làm chứng cứ trong khi xét xử và trong các mối quan hệ pháp lý khác, chứ không phải là đại diện pháp lý có quyền trong việc mua bán nhà đất. Thị trường gần đây xuất hiện không ít những vụ việc vẽ dự án ma trên giấy nhằm lôi kéo hàng trăm, thậm chí hàng nghìn người bỏ tiền vào các dự án không có thật. Điển hình như là các vụ việc địa ốc Alibaba, công ty Hoàng Kim Land nhằm chiếm đoạt tiền cọc của khách hàng. Họ thường cho môi giới gọi điện thoại mời khách đến địa điểm xem nền đất, nhưng thực tế là đất quy hoạch dành cho công trình công cộng, chưa được phê duyệt dự án nào, và các dự án được vẽ phân lô cảnh quan trên giấy khá bắt mắt, có vị trí đắc địa nhưng lại được giới thiệu với giá thấp hơn hẳn giá thị trường, khiến nhiều người bị mắc bẫy. Các đối tượng này thường cho có đất tổ chức các sự kiện xem đất tại thực địa rồi bày binh bố trận, cảnh người chen nhau mua bán, ký hợp đồng và thanh toán tiền ngay trước mặt người đi xem đất nhằm tạo độ hot cho dự án. Một ngôi nhà bán cho rất nhiều người có lẽ chính là một hình thức lừa đảo phổ biến. Cách thức trên khá đơn giản nhưng nếu người dân không chú ý sẽ rất dễ dàng rơi vào bẫy lừa đảo này. Đầu tiên, để có thể tạo được sự thu hút niềm tin của bạn, những đối tượng này sẽ đăng tin giao bán nhà đất với mức giá thấp hơn nhiều so với thị trường, có đầy đủ giấy tờ xác thực, hình ảnh, sổ cùng với những lời mời gọi hấp dẫn. Sau khi tiếp cận được khách, kẻ lừa đảo sẽ đưa ra rất nhiều lý do cụ thể để dụ dỗ bạn đặt tiền cọc và trồng tiền một phần mà chỉ viết cam kết bằng giấy viết tay. Cũng với hình thức đó, những kẻ lừa đảo lại tiếp tục lấy tiền của rất nhiều người khác, một số tiền rất lớn và cao chạy xa bay. Thông thường, việc mua bán bằng sổ giả hoặc giấy tờ giả sẽ nhằm vào cả hai loại đối tượng là người mua và bán. Đối với người bán, những kẻ lừa đảo sẽ đóng vai trò là một người mua nhà và cần xem sổ, lấy thêm thông tin sổ để xác thực. Lúc này, kẻ lừa đảo sẽ lợi dụng các thông tin đó để có thể làm một cuốn sổ và hồ sơ giả. Những lần gặp tiếp theo, đối tượng này không để ý đến và trao đổi giữa sổ giả và sổ thật. Đối với người mua, kẻ lừa đảo có thể chính là chủ đất hoặc chỉ là người ủy quyền. Họ sẽ làm nhiều bộ hồ sơ, giấy tờ giả để bán nhà đất này cho nhiều người khác nhau cùng lúc. Khi người dân đang có ý định mua một mảnh đất hoặc căn nhà nhưng lưỡng lự vì mức giá quá cao, thì đột nhiên có một người tự xưng là đại gia đến hỏi mua chính mảnh đất đó với mức giá cao hơn nhiều, và tạo độ tin tưởng, đối tượng này còn cọc cho người này một số tiền lớn. Vậy là họ lại sốt sắng trồng tiền ngay để mua mảnh đất, căn nhà đó mà không hề suy nghĩ nhiều, với hy vọng có thể bán lại cho một vị đại gia kia để kiếm lời. Và cuối cùng người dân bị rơi vào cái bẫy do vị đại gia cùng người bán tạo ra. Họ phải mua một mảnh đất giá cao hơn nhiều so với thị trường và thậm chí còn vướng về pháp lý. Đây là một trong những trường hợp trớ trêu khi người dân mua một căn nhà của người đang phải thi hành án. Giữa lúc tòa tuyên án đến khi thi hành án, những người này sẽ tìm cách bán nhanh nhà với mức giá hấp dẫn để nhanh chóng lấy tiền mặt. Sau đó họ sẽ tẩu tán khoản tiền này thay vì để thi hành án theo yêu cầu của tòa án. Nhiều người dân tìm đất để xây nhà an cư nhưng bị người bán hướng dẫn mua phải đất trồng cây, đất lúa giá cao với cam kết rằng sẽ công chứng sang tên, chuyển đổi lên thổ cư trong vòng 3 tháng kể từ khi ký hợp đồng mua bán. Tuy nhiên, sau hơn nửa năm thanh toán 98% giá trị lô đất nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng sổ thổ cư đâu, còn đất thì không được cấp giấy phép xây dựng, chủ đầu tư thì trốn mất khiến cho người mua ôm mãi miếng đất đó trong khi phải thuê nhà trọ hàng tháng. Theo quy định của khoản 1 điều 56 luật kinh doanh bất động sản, chủ đầu tư dự án bất động sản trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai phải được ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với khách hàng khi chủ đầu tư không bàn giao nhà ở theo đúng tiến độ đã cam kết với khách hàng. Tại khoản 2 điều 56 luật này có quy định thêm, chủ đầu tư có trách nhiệm gửi bản sao hợp đồng bảo lãnh cho bên kia, bên thuê mua khi ký kết hợp đồng mua, thuê mua. Tuy nhiên, nhiều khách hàng đi mua căn hộ chung cư, tài sản hình thành trong tương lai lại bỏ qua giấy tờ này, không biết lợi ích mang lại. Theo khoản 4 điều 56 luật kinh doanh bất động sản, khách hàng mua dự án được ngân hàng thương mại đủ năng lực bảo lãnh. Khi chủ đầu tư mất năng lực tài chính hay chậm bàn giao nhà so với hợp đồng, ngân hàng bảo lãnh sẽ đứng ra hoàn trả số tiền khách hàng nếu họ bắt buộc đã đóng các khoản tiền khác theo hợp đồng. Đây là chiêu trò không hiếm trên thị trường. Đã có hàng loạt chủ đầu tư lớn có uy tín phải lên tiếng về tình trạng bị mạo danh thương hiệu, tố cáo nhiều cá nhân tổ chức lập website mạo danh công ty để thực hiện hành vi lừa đảo khách hàng. Họ sử dụng trái phép hình ảnh, tài liệu sai lệch về dự án và ghi số điện thoại giả mạo, thậm chí còn đăng thông tin thay mặt chủ dự án nhận tiền cọc, tiền giữ chỗ và đưa ra giá bán thấp hơn nhiều so với giá chủ đầu tư dự kiến bán để giăng bẫy những người cả tin. Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi. Những thông tin mới nhất liên quan sẽ được chúng tôi cập nhật và gửi đến quý vị trong những video tiếp theo. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.